Hello, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì ở video trước mình có kêu là sẽ cho thằng em mình lập hộp. Thì đây mình đã gói lại cho nó làm từ đầu đến cuối luôn. Đây, đây là em hàng xóm của mình là người sở hữu con RS3M. Còn đây là em họ của mình là người mà gọi mình dậy khi shipper đến các bạn thêm mà có nó. Thì đây, đây là con RS3M. Thì thằng em họ của mình nó kiểu không phải là chủ nhân nhưng mà mình sẽ cho nó bóc cái đây, khui cái này ra nhìn các bạn. Đây, khui đi. Đấy. Cẩn thận nha. Rồi, cắt ra. Xé ra. Rồi, cắt ra, cắt ra, cắt ra. Rồi, tiếp, đây nữa. Đó, đứt tay đấy. Rồi. Thì bây giờ em mình nó sẽ ra bóc siêu nha các bạn. Đấy. Wow. Sticker này. Đấy, bóc đi. Cái gì vậy ta? Có băng keo á. Thì ở bên ngoài có tiếng xe nên các bạn thông cảm. Khui ra đây chị khui ra. Bóc băng keo à. Ui dồi, nhìn ngứa tay quá các bạn. Nhìn thích vãi. Bóc một xuống. Đẩy ra, đẩy ra. Rồi móc vào ra, móc vào ra. Đấy, mua dù. Quay, tôi làm cái gì? Đóng cái thẻ. Người ta thấy hướng dẫn. Đấy, đóng cái thẻ khóc. Đấy, tờ giấy sụt dài luôn. Rồi, đây là đồ chỉnh nóc á. Đấy là đồ chỉnh nóc. Rồi, khui đi, bóc siêu con kia đi. Chỉ nhìn thấy cái gật gật. Thở ra. Đấy, mở mở ốc ra cho các bạn xem. Thì lúc mà mình chưa mở ốc ra. Đây, đây là ốc của nó nha các bạn. Đấy. Giờ mình cũng chưa quay cái phần cắt góc thì bây giờ mình sẽ cắt nó thử. Cắt rất là tốt luôn nha các bạn. Ui. Nói chung là cắt được. Đấy. Thì video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Tạm biệt tất cả các bạn ở video sau. Bye.